Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã không đến dự buổi tiếp xúc cử tri Hà Nội sáng ngày 19 tháng 6 như dự kiến, làm những đồn đoán về tình hình sức khỏe của người đứng đầu nhà nước Việt Nam lại tiếp tục nổi lên trong dư luận. Truyền thông trong nước cho biết ông Trọng do bận công tác nên xin phép không dự cuộc tiếp xúc cử tri sáng nay, theo như lời của Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc quận Hoàn Kiếm Lê Hồng Phú nói. Trước đó một ngày, một số trang mạng trong nước gồm VTC, Infonet và MSN cho biết ngày mai, tức 19 tháng 6, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ tiếp xúc cử tri tại Hà Nội. Tuy nhiên, những bản tin này dường như đã bị xóa vì chúng tôi không thể truy cập được vào ngày 19 tháng 6. Chỉ có bản tin của Sputnik ra hôm 18 tháng 6, trong đó cho biết ông Trọng sẽ tiếp xúc cử tri tại các quận Tây Hồ, Ba Đình, Hoàn Kiếm. Trích nguồn từ Infonet thì vẫn còn truy cập được. Sự vắng mặt liên tục của ông Trọng trong 2 tháng qua đã gây ra nhiều chú ý và đồn đoán về tình hình sức khỏe của người hiện đang kiêm nhiệm 2 chức vụ cao nhất của Việt Nam. Kể từ khi có tin đồn ông Trọng bị đột quỵ và bị đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trong thời gian thăm và làm việc ở tỉnh Kiên Giang hồi giữa tháng 4, vị Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước chỉ xuất hiện 2 lần vào hồi giữa tháng 5 và tiếp tục vắng bóng, nhất là trong ngày trình Quốc hội phê chuẩn Công ước 98 hôm 29 tháng 5, mà báo chí trước đó đưa tin rằng ông sẽ là người trực tiếp trình lên Quốc hội. Ông Trọng, 75 tuổi, được coi là kiến trúc sư của chiến dịch chống tham nhũng, trong đó hàng chục quan chức cấp cao và lãnh đạo các ngành dầu khí, ngân hàng và công an đã bị đưa ra xét xử với những bản án nhiều năm tù.